Xin chào các bạn. Theo tờ New York Times, nhóm quân đầu tiên của Triều Tiên đã vượt 6.500 km tới tỉnh Kursk. Phía Ukraine dự đoán trong ngày 28 tháng 10 sẽ có thêm 5.000 quân Triều Tiên tập hợp tại tỉnh này trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết các binh sĩ Triều Tiên sẽ được Nga triển khai trên chiến trường Ukraine sớm nhất vào ngày 26-27 vừa qua. Trong một diễn biến liên quan khác, hãng thông tấn Kyodo, Nhật Bản ngày 26 tháng 10 cho biết, ông Kim Jong-bok, một tướng lĩnh thân cận của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là đang có mặt ở Nga để giám sát hoạt động của binh sĩ Triều Tiên tại đây. Theo truyền thông Nhật Bản, ông Kim Jong-bok hiện là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Trước đây, ông từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm. Trong thời gian qua, ông thường xuyên xuất hiện với những nhà lãnh đạo Triều Tiên tại các cuộc tập trận quân sự và nhiều sự kiện khác. Gần đây nhất, ông đã thắt tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới căn cứ huấn luyện ở phía Tây hồi tháng 3. Kyodo cho biết, mặc dù chưa thể xác định thời gian chính xác ông Kim Jong-bok nhập cảnh vào Nga, nhưng đã có báo cáo ghi nhận rằng ông đã có mặt ở Nga vào ngày 17 tháng 10. Hãng thông tấn Nhật Bản lưu ý thêm rằng, họ đã có được danh sách các sĩ quan quân đội Triều Tiên mới được cử tới Nga và ông Kim Jong-bok đứng đầu danh sách này. Theo New York Times, hiện vẫn chưa rõ quân đội Triều Tiên tham gia cùng Nga trong cuộc xung đột này có thể thay đổi động lực trên chiến trường như thế nào, bởi họ đã không tham gia bất cứ cuộc chiến nào kể từ những năm 1950. Ngay cả năng lực hiện nay của các đơn vị tinh nhuệ Triều Tiên cũng khiến cho nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi. Nếu được điều đến chiến tuyến ở Kursk, họ sẽ phải đối mặt với lực lượng Ukraine dày dặn kinh nghiệm mà đến quân đội Nga cũng chưa thể đánh bật được suốt hơn 2 tháng qua. Tôi không nghĩ họ, binh sĩ Triều Tiên, sẽ trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả cao nếu ra tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Emin Kastehenmi tại tổ chức phân tích Blackbird Group Phần Lan nêu quan điểm. Ngoài các kế hoạch chiến đấu trước mắt, một câu hỏi cấp bách khác đối với Mỹ và Hàn Quốc hiện nay là ông Putin đã trao đổi gì với Triều Tiên để Bình Nhưỡng đồng ý điều quân? Hiện tại, các quan chức Mỹ nói rằng họ vẫn chưa ghi nhận bằng chứng nào cho thấy sự trao đổi giữa hai phía. Nhưng các chuyên gia cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang muốn cải thiện tầm bắn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chứng minh rằng Trung Quốc khả năng tấn công các thành phố của Mỹ. Trong khi đó, theo tờ Telegraph của Anh, phía Hàn Quốc lo ngại rằng để đổi lại việc giúp đỡ Nga, Triều Tiên có thể nhận được nguồn lực về tài chính, thiết bị quân sự hoặc bí quyết mà sau đó họ sẽ sử dụng để chống lại Hàn Quốc. Seoul đã lên tiếng lo ngại sâu sắc về hiệp ước giữa hai nước và kêu gọi Moscow ngừng hợp tác bất hợp pháp với Bình Nhưỡng. Theo Telegraph, có thông tin cho rằng Hàn Quốc sẽ triển khai tình báo quân sự đến Ukraine để phân tích chiến thuật của Triều Tiên và thẩm vấn tù nhân. Hàn Quốc và Triều Tiên đến nay vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt xung đột từ những năm 1950 và hiện chỉ duy trì lệnh ngừng bắn trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Telegram dẫn lời các nhà phân tích cho biết, đầu tiên là động lực tài chính. Bình Nhưỡng rất cần ngoại tệ và nước này từ lâu đã đưa người lao động đến Nga để kiếm tiền. Các nhà quan sát cũng cho biết, ông Kim Jong-un kỳ vọng sự công nhận và địa vị quốc tế và việc triển khai quân đến Nga có thể đưa ông tới các chương trình nghị sự quốc tế. Bình Nhưỡng cũng có thể muốn trao cho quân đội của mình cơ hội học hỏi từ một cuộc xung đột thường được mô tả là phòng thí nghiệm cho chiến tranh thế kỷ 21. Theo Telegraph, mặc dù quân đội Triều Tiên có quy mô rất lớn với 1,2 triệu quân nhân, nhưng họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thời gian dài. Kể từ chiến tranh Liên Triều 1950-1953, việc triển khai quân đến Ukraine có thể giúp lực lượng Triều Tiên có được kinh nghiệm trực tiếp về máy bay không người lái, chiến tranh điện tử, tên lửa và chiến đấu với xe bọc thép trên chiến trường hiện đại. Kinh nghiệm đó có thể được truyền lại cho quân đội nước này trong những cuộc xung đột tương lai. Tất cả những khả năng này sẽ khiến cho Seoul và khu vực rộng lớn hơn lo ngại. Nhưng mối lo lớn hơn là Bình Nhưỡng có thể đạt được thỏa thuận về bí quyết quân sự tiên tiến hơn với Moscow. Ngoài ra, có thông tin cho rằng ông Kim muốn Triều Tiên được trợ giúp trong chương trình vệ tinh của nước này, cũng như hỗ trợ chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR Kirilo Budanov nói với tờ Economist Anh vào tuần trước rằng sự giúp đỡ của Triều Tiên có thể được đổi lại bằng việc hỗ trợ đầu đạn hạt nhân năng suất thấp hoặc chiến thuật. Điều đáng lo ngại là mối đe dọa đối với Mỹ và đồng minh ở toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ là Nga đồng ý hỗ trợ giúp cho tên lửa của Triều Tiên vận hành hiệu quả hơn. Trong khi đó, ở Ukraine, việc quân đội Triều Tiên xuất hiện cũng sẽ là mối nguy cực lớn. New York Times ngày 26 tháng 10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay, vài nghìn lính Triều Tiên đã có mặt tại Kursk ở miền Tây nước Nga.
nơi họ dự kiến tham gia vào cuộc phản công sắp tới của quân đội Nga nhằm đánh bật lực lượng Ukraine đã chiếm đóng địa bàn trên tỉnh này kể từ tháng 8 năm 2024. Theo các chuyên gia, về khả năng, đợt triển khai quân này nếu xác thực không chỉ cung cấp cho Nga thêm hàng nghìn quân để tiến hành các cuộc tấn công tốn kém và khó khăn, mà sẽ là thành quả đáng kể đầu tiên của Hiệp ước Nga-Triều Tiên được Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un ký kết hồi tháng 6. Chuyên gia Victor Cha thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington nói: "Việc gửi quân là biểu tượng lớn nhất của cam kết liên minh mà một quốc gia có thể thực hiện với quốc gia khác. Vì vậy, điều này thực sự cho thấy Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine." Các binh sĩ Triều Tiên hiện vẫn chưa tham chiến và vẫn chưa rõ họ sẽ đóng vai trò gì trong cuộc phản công. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, bất kể là vai trò gì, thì lực lượng Triều Tiên với quy mô đáng kể đều tạo điều kiện cho Nga duy trì lực lượng lớn hơn ở miền đông Ukraine. Kể từ đó tập trung vào việc giành quyền kiểm soát càng nhiều vùng lãnh thổ tại Ukraine càng tốt, trước khi mùa đông khắc nghiệt ập đến. Hôm 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, Mỹ đã xác định được bằng chứng cho thấy có binh sĩ Triều Tiên ở Nga. Phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói, Mỹ tin rằng ít nhất 3.000 quân Triều Tiên đang được huấn luyện tại 3 căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 24 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đưa quân tới Nga. Khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, ông Putin nói, hình ảnh là một vấn đề, nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó. Người đứng đầu Điện Kremlin sau đó đề cập đến điều 4 của Hiệp ước Hợp tác giữa Nga với Triều Tiên liên quan đến vấn đề phòng thủ chung, trong đó nêu rằng Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một phía bị tấn công. Bình luận trên tờ Moskovsky Komsomolet, Nga, chuyên gia quân sự Nga Alexei Sokolkin dự đoán sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga sẽ sớm được công bố chính thức sau khi ông Putin ký ban hành hiệp ước. Trước đó, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều đã được Duma Quốc gia Nga phê chuẩn vào ngày 24 tháng 10. Theo nguồn tin của New York Times, ngày 23 tháng 10, nhóm lính Triều Tiên đầu tiên đã thực hiện hành trình dài gần 6.500 km tới Kursk. Những ngày sau đó, đều có thêm các nhóm lính khác. New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine nắm rõ quá trình chuyển quân cho biết, dự kiến sẽ có thêm 5.000 lính Triều Tiên tập hợp tại Kursk trong ngày 28 tháng 10. Các nhóm binh sĩ tới Kursk là một phần của lực lượng tinh nhuệ thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Họ được các vận tải cơ IL-76 khổng lồ vận chuyển từ thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông tới một số sân bay quân sự ở miền Tây Nga, sau đó đưa vào khu vực chiến sự. Theo quan chức Ukraine, hiện quân Triều Tiên mới chỉ tập trung ở Kursk. Chưa rõ họ có được điều tới để chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine hay không. Trong ngày 25 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo an ninh thông báo quân đội Triều Tiên sẽ được triển khai ra chiến trường sớm nhất trong tuần tới, từ ngày 28 tháng 10 tới ngày 3 tháng 11. Đây là một bước leo thang rõ ràng của Nga, ông Zelensky khẳng định. Tuy vậy, truyền thông Nga ngay lập tức phản bác khi dẫn chứng việc lính NATO dưới danh nghĩa lính đánh thuê hay tình nguyện viên phương Tây thực tế đã tham gia cuộc chiến trong Nga từ những ngày đầu, thậm chí là cả trước đó. Vậy thì giới chức Ukraine có tư cách gì ngoài việc là tay sai của phương Tây? Hơn thế nữa, trong diễn biến gần nhất, Tổng thống Zelensky đã ký thông qua đạo luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài làm sĩ quan trong quân đội nước này. Động thái này đồng nghĩa với việc những người lính nước ngoài có hợp đồng với quân đội Ukraine giờ đây không chỉ có thể trở thành binh nhì hoặc trung sĩ mà còn có các vị trí quyền lực cao trong quân đội, bất kể quốc tịch của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Marina Zakharova đã viết trong một bài đăng trên Telegram hôm 26 tháng 10 rằng ông Zelensky đã ký đạo luật để các chỉ huy nước ngoài có thể kết liễu người Ukraine một cách tích cực hơn bằng cách ném họ vào các cuộc tấn công kiểu nướng quân. Một sĩ quan Ukraine có thể còn cảm thấy hối tiếc cho một công dân Ukraine khác và không để anh ta vào chỗ chết. Nhưng đây không phải là thứ mà ông Zelensky được trả tiền để làm, bà viết. Đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, tổn thất gia tăng và thất bại quân sự trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và siết chặt các quy định về chiêu mộ binh sĩ, buộc những tân binh tiềm năng phải báo cáo cho văn phòng nghĩa vụ quân sự để xác nhận dữ liệu thường được chuyển thẳng ra tiền tuyến. Nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội những tháng gần đây cho thấy cảnh sát Ukraine cố gắng bắt người dân trên đường phố, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm để gia nhập quân đội. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.